Chào các anh chị và các bạn. Hôm nay các anh chị và các bạn cùng mình xem tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai nha. Về ban đêm, đèn tỏa sáng ở tòa nhà rất là đẹp các bạn ạ. Có một người đang đu ở tòa nhà, chắc có lẽ họ lau kiến hay sửa điện gì đó các bạn. Nhìn từ xa họ chỉ có một xíu à các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu hay các bạn like, bấm chuông, đăng ký, chia sẻ giùm mình nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn thật nhiều.